Phường Mỹ An, quận Hoành Sơn đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thiết lập hàng rào chắn tại các khu vực trên địa bàn, đảm bảo siết chặt để thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập trong 7 ngày thực hiện quyết định 2788 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, với tinh thần khẩn trương, các đoàn viên thanh niên phường Mỹ An đã phối hợp với người dân các khu dân cư trên địa bàn dựng 20 rào chắn tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng người dân lén đi lại trong thời gian toàn thành phố, thực hiện nghiêm quy định giãn cách ai ở đâu ở đó để khẩn trương truy vết, đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Trước đó, để bảo vệ các khu dân cư an toàn trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, phường đã triển khai thiết lập hơn 35 vùng xanh tại các khu dân cư chưa có trường hợp F0. Các vùng xanh do cấp ủy chi bộ khu dân cư triển khai việc quản lý, kiểm soát không cho người lạ ra vào nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh từ bên ngoài, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở khu dân cư.